Sáng nay ngày 26 tháng 5, xí nghiệp đầu máy Hà Nội và gia đình tổ chức tang lễ đưa tiễn lái tàu SE19 Nguyễn Thế Hùng về nơi an nghỉ cuối cùng tại nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Đây là lái tàu xấu số tử nạn trên đầu máy trong vụ tai nạn đường sắt đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 24 tháng 5 vừa qua từ sáng sớm lãnh đạo tổng công ty đường sắt việt nam xí nghiệp đầu máy hà nội nhiều đồng nghiệp của lái tàu ở khắp các đơn vị trong ngành đường sắt đã có mặt để tiễn biệt lái tàu xấu số, số cũng trong chiều nay cho cốt của lái tàu được xí nghiệp đầu máy hà nội và gia đình đưa về an táng tại quê nhà thái bình Trước đó, vụ tai nạn xe ben va chạm tàu hỏa xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5, tàu SE19 chở hơn 400 hành khách hành trình từ Hà Nội vào Đà Nẵng khi đến xã Trường Lâm, tỉnh Gia Thanh Hóa đã tông vào xe ben chở đá mang biển tỉnh Nghệ An băng qua đường ngang. Cú tông mạnh đã khiến cho lái tàu Nguyễn Thế Hùng và phụ tàu tử vong tại chỗ và kẹt trong đầu máy. Lực lượng cứu hộ đã phải rất vất vả để đưa các nạn nhân ra khỏi đầu máy. Lái tàu Nguyễn Thế Hùng sinh năm 1976, có hơn 20 năm kinh nghiệm điều khiển tàu hỏa.